huấn luyện viên Chusier đã bày tỏ lo ngại về hiệu suất thi đấu của Công Phượng sau trận thắng Palestine 2-0 vào tối 11 tháng 9. Mặc dù đã ghi bàn, nhưng Công Phượng không thể tránh khỏi sự thiếu trải nghiệm thi đấu, đặc biệt trong việc thực hiện hoạt động cường độ cao và pressing trên sân. Huấn luyện viên Chusier đã trò chuyện với Công Phượng và đề nghị rằng cậu ấy nên tìm cơ hội môi trường thi đấu tốt hơn tại câu lạc bộ của mình. Ông cũng thêm, tôi mong muốn các cầu thủ thi đấu với sự nhiệt huyết và nỗ lực trên sân, đặc biệt khi họ ở trong tình huống có bóng. Nhiều cầu thủ ở V-League thường xuyên thi đấu ở vị trí này. Tôi đã trao cơ hội cho Công Phượng và Văn Toàn, nhưng cả hai cần có thêm cơ hội để cạnh tranh công bằng với những đồng đội khác cùng vị trí. Huấn luyện viên Chusier cảnh báo rằng cả Công Phượng và Văn Toàn có thể mất vị trí trong đội tuyển Việt Nam nếu không cải thiện hiệu suất thi đấu. Trong trận đấu với Palestine trên sân Thiên Trường vào tối 11 tháng 9, Công Phượng đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 62, sau đó, Văn Toàn đã kiến tạo để Tuấn Hải ấn định chiến thắng 2-0 sau thêm 16 phút. Nhận xét về lối chơi của tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Chusier cho biết, trận đấu này là trận giao hữu và cơ hội tốt để tôi thử nghiệm nhân sự, hoàn thiện lối chơi và cách tiếp cận trận đấu cho các cầu thủ. Tôi đã yêu cầu cầu thủ kiểm soát bóng tốt hơn, thể hiện sự kết nối và sự nhiệt huyết. Đây cũng là dịp để thử nghiệm các tân binh. Trận giao hữu trong tháng 10 cũng sẽ là cơ hội tương tự để tôi thử nghiệm. Tôi luôn cố gắng tìm cách để đội hình hoạt động một cách trơn tru.